nay là một ngày cuối tuần là cũng không đẹp trời lắm đấy, nhưng mà vì công việc thì mình vẫn phải đi làm. Thì công ty mình đang ở đây, tòa nhà này là trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinvest FPT. Thì bên mình ấy đã mua của Sinvest FPT bỏ gần một tỷ để mua một cái cục SSD full option cho máy chủ. Thì mình đi nhận hàng, mình cũng không biết gì cả, nên là bên đấy thì mình liên hệ bên đấy có một anh kỹ thuật tên là Sơn, chuyên sản phẩm đấy, chuyên sản phẩm IDM đấy, thì anh ấy sẽ hỗ trợ mình. Không biết là ông ấy đâu rồi, mình đi tìm nhá. A few moments later. Đấy thì em cũng lần đầu tiên đi nhận cái này, khó không anh? Vì nhiều thứ phải nhận không? Cái này đơn giản, nó hộp thôi, nhiều rất là gọn nhẹ. Ok, thế thì cũng đỡ lo. A few moments later. Anh là em sợ ấy, mấy cái đồ này gần 1 tỷ cũng hơi lo. Đúng rồi, thì giá trị nó lớn nên mình để sẵn đây cho bạn để mình có cơ hội để. Đây là khung hàng của mình. Cái này là IBM System đây đúng không? Đúng rồi bạn. Cái này em thấy ở trên cái hợp đồng là IBM System 5200, nhưng mà em không thấy cái chữ trước này, hay là hộp chỉ thế thôi. Hộp vậy thế thôi. Còn nếu mà mới này thì mình có thể chắc là giấy tờ thì bàn giao đầy đủ hết rồi đúng không anh? Đây. Đâu anh? Bên mặt nào? Đây có cấu hình đây đúng không? Đây cấu hình của bạn đấy ạ. Rồi. Đúng rồi, đúng chuẩn đấy. Anh mở ra giúp em nhá. Nó to như ảnh cả. Em tưởng SSD thì kiểu bé thôi. Anh cứ mở đi, em thắc mắc cái đấy em không biết. Càng quá nhỉ. Xịn thật, bé giờ em mới làm cái to như ảnh. Cái này mới yêu cầu về cấu hình trong server các bạn. Đáp ứng đủ yêu cầu thì nó hơi to, nó không to lắm. Con này là trong kích thước bé vừa phải so với cả những dòng Solid. Nghe sếp em bảo là cũng xịn lắm, nhưng mà em không biết để những phụ kiện đi kèm. Để em giúp anh nó nhanh, anh em mình làm nhanh để dịch mà. Thì mình làm công việc nó phải chuẩn. Đây có gồm các nguồn với cả các kết nối. Vâng, ok. Đây em để đây. Rồi. Đây phụ trợ. Ok. Cái đây. To à? Có cần em hỗ trợ không? Bạn mình hỗ trợ mình luôn. Được rồi. Mình có hơi... Mình ra cũng nhỏ nhưng mà hơi nặng. Trông cũng gọn thế nhở. Em tưởng là kiểu server thôi, mình bỏ mấy cái hộp này ra chỗ khác đi. Cái này thì chắc là nó cũng không tính trong tiền lắm đâu. Em cứ tưởng là nó phải to lắm cơ. Đâu anh cầm ở đây đúng không? Hai người cầm hai đầu. Từ em chưa quen. Kéo lên. Thông cảm nhá. Rồi. Đây. Một đại bà. Cũng không nặng lắm đâu. Cái này khoảng 20 cân là hết nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Ok, khá gọn nhẹ. Đây là các sách của nó. Anh có sách đèn của cái này. Ok, cái này thôi em không biết ạ. Đó. Wow. Anh có bộ em hàng này rồi nên xịn. Được. Em thích nhất là bóc siêu. Rồi. Đó. Đó, ok ạ. Wow. Trông nghiệp quá anh ạ. Đó. Phép nhỉ. Đây thì anh, đây là tổng thể trước FS 5002 của IBM. Anh nói to lên để cho bạn camera bạn thu được tiếng to ra to lên tí. Về kế toán người ta nghe, em không biết đâu, em thanh toán okay, tiền. Ok, thì mình nói lại đây là thiết bị tổng quan đầy đủ về thiết bị IBM Fast System 5002. Vâng. Thì đây là cứng. Vâng. Bạn này ngoài đây là một chiếc storage có kích thước 1U rất là nhỏ. Đúng rồi. Thiết bị trường, nhưng mà trong cái một lô này thì mang một sức mạnh rất là khủng khiếp. Đầu tiên mình làm trước nhé. Trước thì bạn có thể thấy là nó có đây là lắp ổ cứng đúng không? Đúng rồi, là ổ cứng bạn ạ. Thì nó có... anh tháo em ra một cái em xem nó như nào. Kiểm đủ. Đây, mình tháo được. Đây, cái con ổ cứng. Đây là SSD đúng không anh? Đây là con dòng đấy, các thể nhìn nội là ổ cứng trên này. Thì đây đúng không? Ui, xịn rồi, anh camera mẹ thấy xịn không? Đấy. Cái SSD này là xịn hơn hẳn ở nhà, đúng là đắt tiền. Đắt tiền nó khác. Em xem có chữ gì đấy. Anh ơi. Cái chữ đây camera mẹ nhìn này. Cái
FCMNVME, cái này là cái gì đấy? Cái này là ổ cứng nòng đặc biệt của IBM được thiết kế sản xuất, đầu tiên là phát con module FCM. Ồ, chắc là nó cũng kiểu gì đấy, nó xịn, em không biết chắc là xịn. Nó đạt một performance cao hơn rất nhiều so với cả dòng LED bình thường. À, tất nhiên rồi. Và mang đến những tiện ích khác. Thì bạn có thể đọc chi tiết. Nói chung là rất nhiều nhưng mà okay, em không vận hành. Em biết là xịn rồi, được rồi. Được rồi. Em ấn vào nhà đúng không? Đúng rồi bạn. Không, mình chắc là mở cái này. À đấy. Đúng chưa? Các bạn thấy không? Cái này vận hành là phải có chuyên môn nhá. Đấy. Tôi đã chỉ ghi nhận thôi. Ok được ạ. Rồi xong rồi. Đấy, đến phần thân thì bạn có thể mở ra như này. Đây, rồi. Là bên trong là có gồm ống. Đây hộp ống, đây là quạt, quạt tản nhiệt. Quạt tản nhiệt là 6 quạt cơ. Vâng, 6 quạt. Cái bé nhà mà cần nhiều quạt thế. Đó thì nó để là nó rất là mạnh mẽ nên nó tỏa ra hiệu năng thì mình cũng phải có một hệ thống tản nhiệt. Đi kèm. Ok. Đấy, cứ mát là em nghe là nhiệt tích cực. Đấy, nhà gái anh đóng cho em. Vâng. Ủa. Ở sau, mặt sau của mình thì bạn thể thấy có hai mô đun. Có thể hai mô đun là như nào ạ? Hai module controller. Ok. Đây. Rất xịn nhỉ. Ôi, cái này trông giống server nhỉ anh nhỉ? Anh cameraman thấy giống cái máy tính của mình không? Đấy có cả tản nhiệt này, xong rồi cả RAM này. Đấy, xong rồi cả cạc kia các thứ. Thì xịn nhỉ. Cái này cái gì anh? Cái này chip ạ, bên dưới là nó chip và bên trên là tản nhiệt của cái chip đấy. Cái này là trong hợp đồng là cái gì mà 8 core các thứ gì đấy đúng không? Đúng rồi ạ. Tức là hai cái này thành 16 core. Đúng rồi ạ. Ôi xịn hơn cả cái laptop mà gấp mấy lần laptop dùng. Đây có thể là một con này nó có gồm chạy cả 2 CPU và chế độ HA, tức là luôn active. Để đảm bảo cho hệ thống luôn chạy và đạt được hiệu năng tốt nhất. Đúng rồi đấy. Từ anh ơi, em hỏi tí, cái cục này em không biết. Cẩn thận nhé. Đây cục này. Cùng này rất đặc biệt là cùng này cục pin của cái cho cách khi mà dự phòng khi mà máy tắt điện đúng không? Và cả hai CPU đều tắt thì nó sẽ dùng nguồn điện còn lại trong pin này để nó backup tất cả các dữ liệu trên RAM vào trong ổ cứng để đảm bảo dữ liệu mình khi đang chạy không mất. Xịn. Em thích cái đấy, em là công ty là điện có vấn đề là đấy. Thôi rồi, từ đằng nào thì tí chắc là mình cũng vận hành, em nghĩ cũng không phải đẩy lại đâu. Thì cho em hỏi là mấy cái cổng này là cái gì anh? Đây là cổng. Cổng có cái mà bịt rồi, có cái không bịt à? Anh cái này trông có vẻ nguy hiểm, anh cameraman quay kỹ cho em để về mà có bàn giao thiếu cái nút nào là em phải kiểm tra lại nhá. Thì hai cái này nó khác nhau không? Có cái bịt với không có bịt. Các cổng bịt này là cổng mun quang, chạy cáp quang anh ạ. Thế cả cái này AC, tốc độ cao không? Tốc độ cao lên tận 32 gig. Ui, thế là gấp mấy chục lần cái cổng cổng mạng nhà em nhỉ? Vâng đúng rồi. Còn cổng bên dưới là cổng kết nối cho mạng cái hệ thống dây bình thường dây G45. Thì đây cho nó sẽ có là cho kết nối tốc độ cao và kết nối tốc độ bình thường cho máy tính kết nối thôi. Còn đây chuyển dữ liệu tốc độ cao thì dùng. Ôi, sau server gì mà em thấy có cả cổng USB, cái này làm gì anh? Đúng rồi, để hỗ trợ cài lại BIOS OS cho máy vậy. Trong quá trình nếu mà có vấn đề gì xảy ra mình cũng có thể backup được. Chúng em về là cắm điện dây đúng không? Đấy có hai nguồn đấy ạ. Hai nguồn để đảm bảo luôn là hỏng nguồn thì một người kia chạy và nó vẫn thiết bị vẫn chạy đảm bảo. Ui nhiều tính năng phết nhỉ. Thế thì đấy thì như công ty em mua về thì chỉ cần là đời mới này, gọn này, mạnh này, nhanh này. Nhưng mà có tính năng gì mà nhà em chưa biết đâu, nhà em không dùng đến, anh kể ra biết đâu ấy, về sau mà công ty em sẽ kiểu phát triển thì công ty em sẽ cần đến cái tính năng đấy. Con này là có khả năng là crossing, tức là nối những con này với nhau. Em không đi vào con số nhé, tức là 1 tỷ như này. Đấy ông cameraman mặt bắt đầu hơi ngơ rồi đấy, này tiền tỷ. anh quay kỹ vào không, em với anh đi bàn giao là chết đấy nhá. Nhưng mà cái này ấy thì nó kiểu có chip trước các thứ thì không biết là nó có kiểu phần mềm hệ điều hành gì không?
Hay nó chạy kiểu Windows hay Mac OS nào? Không, không bạn ạ. Để IBM có... Xưa em không biết nhá. Vâng, IBM thì đi để đi kèm với phần cứng mạnh mẽ này là có phần mềm không mạnh mẽ kèm IBM Spectrum V2i thì có phần mềm IBM phát triển 5 năm rồi, có phần mềm chuyên dụng cho Mac OS này, và nó mang lại những tính năng về đảm bảo bảo mật và an toàn dữ liệu rất là cao. Thứ nhất mình phải kể cho bạn, nói chung là rất nhiều nhưng mình sẽ điểm qua một cái mấy cái một bậc đấy thì em xem là biết đâu nhà em lại có dùng đến. Đúng rồi. Đầu tiên là khả năng replication. Có thể bạn rất là hay trong vòng khả năng truy cập dữ liệu nhanh, đó là EDT. cái nước còn khủng hơn nữa, khủng nhất này là khủng chỉ lắm. Có IBM phát sinh đập có ôi thế không? Vâng, có khả năng external virtual có thể nói tiếng Việt đi cho dễ hiểu. Ảo hóa các máy khác trên thị trường đứng giữa quản lý đứng giữa con này là nhờ anh nói tiếng Việt thêm một tí nữa em thấy cái này nó vẫn chưa nhiều tiếng Việt lắm. A few moments later. Ok đấy, ngon đấy. Thế thì nó rất đặc biệt ạ. Thế thì nó mới là gần 1 tỷ nghe, nó mới sướng, nó mới ấy full option cho anh. Ôi nhưng mà em nghĩ là nhiều tính năng như này, em không nghe, em biết là nó xịn rồi. Thì bây giờ là nó cũng hơi muộn rồi, nó cũng cuối giờ chiều rồi. Thôi bây giờ anh em mình đi lắp lâu không anh? Lắp nhanh mà. Thế thì bây giờ anh em mình đi lắp nhá, triển khai luôn nhá, để xong em còn đi về nhậu anh. Bây giờ là mình đi sang phòng máy chủ đúng không anh? Đúng rồi anh. Đồ là chuyển ra sang rồi đúng không? Vâng, đồ với em chuyển sang rồi. Đây giới thiệu anh, đây anh Chiến, quản lý máy chủ phòng DC của bên em. Hôm nay anh mời anh đến để hỗ trợ lắp đặt cho bên mình. Anh này giám đốc DC ấy. Ok. Ôi nguy hiểm quá anh nhỉ. Trông xịn đấy. Đây thiết bị mình đã để sẵn đây rồi. Vâng đấy. Ôi, lạnh anh. Cái sao không phải lạnh thế à? Nó phải lạnh thế à? Nó phải lạnh thế để cho các máy chủ hoạt động nó được ổn định hơn. Cái máy này của chúng em thì chúng em búc thuê chỗ thì nó sẽ lắp ở đâu anh? Lắp hết lên trên này á? Mình sẽ lắp ở tủ này nhé. Ok. Lắp ở trong tủ này luôn đúng không anh? Ui, phải quay ạ. Phòng máy hạn chế người thì các bạn ra bớt 1-2 người nhá. Em ở đây em quay bàn ra okay, không anh? Ok bạn. Ok đấy đi em quay nhá, thì anh cameraman để em quay hộ nhá. Đấy, em cảm ơn anh nhá. Anh chờ ở ngoài đi, rồi em xem hai anh này anh lắp bàn giao. Ok. Xong rồi đấy. Ok xong rồi anh. Đây là máy của chúng em đúng không? Đúng rồi. Lắp lên nhìn nguy hiểm phết nhỉ. Đây đúng cái máy 5200 mình thôi. Thế này là nó xong hết rồi, bắt đầu là các anh vận hành luôn rồi, là chạy đèn xanh đây là ok rồi đúng không? Đúng rồi. Thế còn hộp này là của chúng em làm sao anh? Cái này là nằm ở trong cái gói quản lý của DC luôn đúng không? Là các anh giữ em. Ok, tốt quá. Ô thế là xong rồi thì em cảm ơn anh Chiến ạ. Vâng, quản lý DC. Em gọi anh Sơn á thì đấy, ôi mày em cứ tưởng lắp phải lâu nhưng mà tổng thời gian hết có hơn chục phút rồi. Xịn đấy. Em thích công nghệ mới. Ok, thế thì em ra em chụp mấy cái ảnh check-in để bàn giao xong rồi em đi về đây. Cảm ơn hai anh nhá. Ok.
Chào các bạn nhé. Okay. Ok nhá, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hôm nay thì nhà mình đi nhận con ED gần 1 tỷ. Đấy, sắp tới thì công ty mình là theo cái lộ trình mà nâng cấp hệ thống máy chủ ấy sẽ còn mua nhiều đồ khủng nữa nhá. Anh em nhớ subscribe kênh của chúng mình để ủng hộ mình và xem những cái video mới hàng cực khủng luôn nhá. Ở kênh của mình là chỉ có hàng khủng nhá. Cảm ơn, chào anh em.